này, tôi nói cho ông biết nhá, tôi không thèm chơi với cái mặt của ông, không thèm chơi với cả nhà nhà ông, tuyệt sao nhá. Quá hay, chân dung người đầu tiên được đến đòi nợ. Ông vay tiền để làm gì? Ông Toại. Khổ quá. Bắt bà cả lóe. Cái đứa bán vé số ấy, nó trộn cả vé cũ vào lẫn với vé mới. Thế cái vé trúng thưởng thì nó là cái vé ngày hôm trước. Cả nhà mải vui mừng quá, không ai phát hiện ra chứ làm sao. Là chưa là cái vé đấy là không... Ôi giời ơi! Khổ thế! Thôi! Cũng định nói thật ra đấy. Nhưng mà vì cả nhà đang vui như Tết ấy, cho nên là không nỡ. Cho nên là phải muối mặt đi vay tiền. Bạn bè thì chả ai có tiền, toàn người nghèo. Cho nên phải vay cái lão này. Cũng phải nuốt sĩ diện vào trong người đấy. Wow. Đúng là vẫn không hổ danh. Quá tuyệt vời. Bàn tay vàng trong làng tay thối. Mày muốn gì tao? Đúng là ông Toại. Hôm nay vì anh cả, bố quyết định ủng hộ cho em Mu. Bố đúng là fan phong trào của phong trào đấy ạ. Cảm ơn bố, xin mời bố. Thế nhớ là lần sau đấu thì lại cãi nhau tiếp ạ. Thế là sao? Bố, TV mua bằng tiền trúng số có khác, nét hơn hẳn. Chuyện tiền vay nó phải khác. Làm vui. Đồ ăn đen rồi. Đồ ăn đen rồi. Đồ ăn đen. Đồ ăn đen. Nhiều đồ nhé. Đúng rồi. Ngoài. Đuôi luôn. Bốn mẹ con quyết định vào đây cùng xem đá bóng với cả bốn bố con. Xem là cái môn này nó có cái gì hấp dẫn mà sao mấy bố con cứ say sưa tối ngày thế. À, thế thì mời bốn mẹ con ngồi xuống đây. Đấy, nào, bốn mẹ con mình ngồi thôi chứ gì. À, từ. Long ngủ rồi, mình xõa thôi. Nhận lời. Nhí.